Chào tất cả anh em, hôm nay mới kiếm được con đầu cassette cho cái bộ dàn MD99. Rất là vui nên là gửi đến anh em một vài bài nhạc đấy. Phải công nhận là cái con 99 này khi mà có cái đầu cassette của 717 đưa vô, cái chất âm của nó đưa ra phải thực sự rất là ngạc nhiên. Nó hay so với những cái con đài nghe kia cực kỳ nhiều mà giống như là nó có giải mã đấy các bác. Là em chơi các bác thấy. Thấy rất là hay.